Nếu muốn sống lâu hơn, hãy ưu tiên giấc ngủ trong cuộc sống của bạn. Những thói quen ngủ tốt sau có thể kéo dài tuổi thọ của nam giới thêm gần 5 năm và tuổi thọ nữ giới thêm gần 2,5 năm. Đó là kết quả của một nghiên cứu mới của trường y Harvard. 5 thói quen ngủ lành mạnh giúp bạn sống lâu hơn bao gồm: dễ đi vào giấc ngủ, ngủ ngon giấc, ngủ đủ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm, hoàn toàn tỉnh táo khi thức giấc và giấc ngủ tự nhiên, không phải dùng đến thuốc ngủ. Trước tiên, cần ngủ đủ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm. Tuy nhiên, điều này tỏ ra khó khăn đối với nhiều người. Theo CDC Mỹ, có đến 1/3 dân số Mỹ đối mặt với thiếu ngủ. Tuy nhiên, ngủ không chỉ đơn thuần là chỉ nằm trên giường, bạn cần phải có một giấc ngủ hoàn toàn ngon giấc, không tỉnh giấc giữa đêm ít nhất 5 ngày một tuần. Và như vậy, khi thức giấc vào sáng hôm sau, bạn cảm thấy hoàn toàn sảng khoái và tỉnh táo. Ngoài ra, những giấc ngủ tự nhiên, không phải dùng tới thuốc ngủ mới là giấc ngủ chất lượng giúp bạn kéo dài tuổi thọ. Phó giáo sư tiến sĩ Ray Dasgupta, chuyên gia về giấc ngủ tại trường E-Cake, Đại học Southern California cho biết: chúng ta không chỉ nói đến thời gian ngủ và chất lượng giấc ngủ, mà còn là giấc ngủ ngon dài lâu, đi ngủ đúng giờ và dậy đúng giờ. Những nghiên cứu gần đây chỉ ra, ngủ không điều độ có thể gây ra những bất thường trong chuyển hóa và dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn. Vì vậy, bạn nên duy trì lịch sinh hoạt đều đặn như đi ngủ đúng giờ, dậy đúng giờ, ngủ đủ giấc và ngon giấc hàng ngày. Đây là điều quan trọng trong lời khuyên về lối sống nhằm ngăn ngừa bệnh tim mạch. Những mẹo giúp bạn ngủ ngon hơn. Để có giấc ngủ ngon, bạn có thể áp dụng một số cách sau để huấn luyện não bộ của bạn ngủ ngon hơn. Đó là hãy đi ngủ đúng giờ vào mỗi tối và thức giấc đúng giờ vào mỗi sáng, kể cả cuối tuần và ngày nghỉ lễ, tránh ngủ nướng. Chẳng hạn nếu bạn có thói quen đi ngủ vào 10 giờ tối và thức giấc vào lúc 5 đến 6 giờ mỗi sáng thì hãy duy trì thói quen này. Với những người đi ngủ muộn hơn vào lúc 11 giờ đêm thì hãy duy trì đều đặn và thức dậy vào 7 giờ sáng mỗi ngày. Đảm bảo tối ưu cho môi trường ngủ, đó là càng tối càng tốt. Bạn không nên bật đèn ngủ hay để sáng màn hình thiết bị điện tử khi ngủ, tránh tiếng ồn ảnh hưởng tới giấc ngủ như tiếng máy giặt quay. Ngoài ra, bạn không nên uống rượu trước khi đi ngủ, mặc dù rượu có vẻ làm bạn cảm thấy buồn ngủ, nhưng sau khi gan chuyển hóa, bạn sẽ bị tỉnh giấc vào lúc 3 giờ sáng, các chuyên gia cho biết. Trước khi đi ngủ ít nhất 1 tiếng, hãy tránh xa ánh sáng xanh. Ngoài ra, bạn có thể thử các bộ môn như thiền, yoga, tai chi hoặc tắm nước ấm để giúp bạn ngủ ngon hơn. Cha mẹ hãy làm theo và dạy cho con cái mình các thói quen ngủ lành mạnh này để thế hệ mai sau có thể sống lâu hơn. Ngoài ra, không được hút thuốc. Nếu bạn là người nghiện thuốc, không bao giờ muộn để bỏ thuốc lá.